Mến chào tất cả các cô chú anh chị khán giả nha. Chiều hôm nay ngày 29 tháng 3 năm 2023, chiều hôm nay là mình sẽ tiếp tục cập nhật về tiến độ xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 ở hai trụ ráp dưới băng T15 và T16 cho các cô chú anh chị khán giả được biết nha. Thì ở đầu video thì mình sẽ cập nhật trụ ráp T16 phía bên bờ Vĩnh Long trước, thì mình thấy là các anh công nhân, các anh kỹ sư của đơn vị Trung Nam đang chuẩn bị những cái bó cáp dưới băng rồi, và có thể là trong ngày mai hoặc là ngày mốt thì các anh sẽ tiến hành kéo cáp dưới băng nha. Thì các ụ neo đã được lắp vào đúng vị trí xong xuôi hết rồi, thì sẽ đúc được di dời ga rồi. Thì bây giờ các anh đang cẩu những cái bó sắt khổng lồ lên bên trên để mà chuẩn bị lắp cốt thép để mà thi công xây dựng khối dầm K5 đó của chú anh chị ơi. Còn phía bên dưới chỗ mà trụ cầu đó thì mình thấy là đơn vị bê tông đường thủy đang tập trung xà lan những cái thiết bị bơm bê tông ở đây, thì không biết là bơm bê tông chỗ vị trí nào đây. Thì theo mình đoán thì các anh sẽ bơm bê tông ngay chỗ các ụ neo tiếp theo của di văn số 6 đó của chú anh chị. Thì những cái ụ neo này thì được các anh chuẩn bị trước hết, để mà khi mà di dời xe đúc rồi thì các anh sẽ lắp đặt vào liền ha. Số lượng di văn là 128 bó cáp di văn nha, rất là nhiều luôn. Thì những cái bó cáp di văn thì càng ngày nó sẽ càng dài hơn nha. Thì được biết là cái bó cáp di văn ngắn nhất là đã 60 mét rồi, thì bó cáp thứ 2, thứ 3, thứ 4 thì sẽ dài ra tới bó cáp thứ 16 luôn nha. Rất là nhiều cái sợi cáp nhỏ bên trong nữa đó cô chú anh chị. Vậy thì cái quá trình xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 hôm nay như thế nào, hai trụ tháp chiều ngày 29 tháng 3 có gì thay đổi, thì bây giờ mời tất cả các cô chú anh chị tiếp tục theo dõi đến hết video với mình nha. Thank you.
Thank you.